chào cả nhà mình nha. Bây giờ này cũng buổi chiều thì trời cũng đang mưa to, mưa rất lớn anh em, cho nên anh em rất chú ý lắng nghe. Thì cái clip này mình bán quay cái clip ngắn, mình bán một ít mỗi hàng cho anh em thôi, bán khoảng 90 con mỗi hàng. Rồi những mỗi hàng này thì là mình sẽ test trên cái clip này luôn cho anh em mình xem coi cái nhu cầu phù hợp của từng người để mà trong công việc của mình để mà mua hàng nha. Thì ví dụ giá cái trị mỏ hàng này nó không có cao thì anh em mua hàng thì có thể, nếu có nhu cầu mua đầu nghề bên mình thì anh em có thể kết hợp chung mình ship hàng luôn nha. Rồi mình nhắc lại những anh em mới mua hàng, đầu tiên là nếu có nhu cầu gửi hàng là một trả tiền trước, hay là cọc thẻ cào vận chuyển 50.000 mình mới giữ hàng lại cho anh em. Rồi anh em mới mua hàng lần đầu là như là lưu ý cái chỗ đó. Rồi những anh em thường xuyên mua hàng của mình thì mình gửi lại là ok ha. Chúng đã có đồng tin với nhau rồi thì mình nó mua làm ăn nó rất là dễ dàng ha. Còn những anh em thường thường những giá trị nó không cao, nhiều khi nó lưu lại thì nó gửi hàng lại, đâm ra rồi anh em bỏ hàng mình cũng khá là nhiều, cho nên mình phải bắt buộc mình phải cọc ha. Rồi mình sẽ vào test từng mỗi hàng từ nhỏ tới lớn cho anh em mình xem nha. Cho anh em mình có nhu cầu cái món nào thì cái mỗi hàng nào thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại 0966 89 730 nha. Rồi trời đang mưa to, anh em mình chú ý lắng nghe giùm mình nha. Cái đầu tiên mã số 1 là mình bán cho anh em cái một cái súng bắn keo. Súng cây này mình bắn mù luôn nha anh em. Súng bắn keo với cái mẫu hàng này 200.000. Chung mình sẽ cho anh em một cái chui tới dắt. Chung mình không có thời gian để là gắn vào bãi về nó cắt dây thôi chứ không phải mình cắt. Mình sẽ cho anh một cái chui. Chui này hơi ngắn quá, để mình cho cái chui khác anh em về mà đấu vô mà sử dụng nha. Mình định giá nó cũng có vài chục thôi, những cái mẫu hàng của Nhật nó khó mà hư lắm anh em. 10W ha. Này súng bắn keo. Cái mẫu hàng này tháo anh còn rất là mới. Hôm nay nó có 18W anh em, trời mưa nó bị bong đi. 18W. Còn mới nha anh em, nhìn cái thanh đồng nè, ngày này mình không biết nó hàng cái gì. Rồi để mình cắm điện vào nha. Số 1 là hai món này nha, số 2 là cái mỏ này 140. Đây cả nhà, 25W nha, còn cũng khá là mới đẹp ha. Cái này cái mỏ dẹp nha anh em xem có nhu cầu không nha, coi có thích hợp không nha. Còn nếu mà anh em muốn mài nhọn lại anh em để hàng cũng được, mài nhọn lại thì anh em mài cứ lấy mài lại thôi ha. Để mình test từng con nha. Mỏ hàng số 3 150, 30W nha, 30W nha cả nhà. Thằng này của thằng Haco nghe, mấy anh ra băng luôn nha. Đây. Sử dụng ít nha, cái mỏ nó cũng còn rất là đẹp ha. Thì nó dơ thôi anh em. 150 nha. Số 4 150 luôn. 150 nha. Mọi hàng này của thằng Hozan. 25W ha. Mỏ này nó cong nha anh em, nó cũng còn đẹp nè. Sử dụng cũng không ít, không có nhiều nha. Trên đây không biết nó có cái ống răng hay sao nó bị mất đi anh em, nhưng mà còn cứng cáp nha. Tất cả những món hàng mình nó không bị rung lắc nha anh em. Cái mỏ nào nó bị rung lắc là mình sẽ nói cho anh em biết vậy anh em xử lý nha. Rồi mình sẽ cắm điện cho từng con. Nước nóng chưa để mình lấy độ ha. Rồi cái mỏ hàng thứ nhất với một cây súng bắn keo là 200 nha anh em. Mình đã đây nè. Này có 10 mấy W nãy mình coi. 18W. Cái này chắc có thể là hàng nhựa quá anh em, chứ không phải là để hàng đâu. Chứ mình test nóng thôi ha, biết là nó ăn chì nổi không.
cũng ăn chì mà nó hơi chậm hơn nha nè, từ 18W mà. Đó. Cũng chạy chì ha. Rồi cây thứ nhất. Cái này là 200 là 2 cây nha cả nhà. Đó, cái này cho hàng nhựa quá anh em. Để cho mấy những anh em nào sửa chữa xe hay gì đi. 200 nha, 2 cây. Cây số 2. Số 2 nha. Mình thấy đa phần chục con ở chỗ nào chết anh em, một là nó đứt dây, hai là nó bị sét thôi đó. Ăn chì rất ngọt ha. Mở hàng ở thì ta đó, công sức nó thật, nó này nó là bao nhiêu watt đây mà nó, anh em thấy nó ăn chì rất là độc, rất nhanh ha, 25W thôi. Số 240 nha, ngoại hình cũng còn đẹp nè. 140 nha, cái mỏ này mỏ dẹp. Số 2 140. Dây chống cháy hết nha cả nhà. Nó thằng nào cũng chấm nhựa thông vô là bốc khói hết nè. Số 3 150 nha, 30W của Haco nha. Nó in da băng nha. Chỉ 30W thôi nè anh em, thấy để chì vô nó ăn. Tùy theo công sức và tùy theo nhu cầu làm việc của mỗi người thì anh em hãy lựa chọn những món hàng trên đây nha. Số 3 150. Đây món hàng số 4 150 luôn của Hosan. Cứng cáp hết nha cả nhà. Cái này mình lấy về mình chưa test luôn á, nay mình gắn vào mình test với anh em á, chứ mình không chưa test luôn á, không có thời gian để test từng con. Đó, chỉ khi nào mình bán mình mới test thôi. Nếu mình bán mù mình sẽ test trước. Số 4 nha, 150. Rồi còn mấy món hàng còn lại mình sẽ ghi điểm test luôn. Để đem cắt cái này mình bớt. Rồi còn lại 5 cái món hàng. Mình sẽ cắm điện vào sẵn hết để tranh thủ thời gian nha mọi người. Rồi mình trong khi chờ đợi nó nóng thì mình sẽ quay sơ cho anh em xem nha. 5 con, cái này là công suất 60, 80, 100W luôn nha. Thì giá mỗi cây nó không tới 200.000, anh em tùy theo nhu cầu của mọi người thôi ha. Dù anh em muốn cần cái độ nóng nhanh để hàng đồ lớn có thể anh em mua công suất lớn. Dù anh em xài gia đình hoặc anh em điện tử hay mua công suất nhỏ ha. Cũng chỉ mới cắm điện vào thôi anh em. Trong này là nó không có bị rơ ngay chỗ cái chui này nha. Nãy số 4 rồi giờ tới số 5 nha. Trăm tư luôn, 30W. Trong mấy mẫu hàng của Nhật hết nha nè. Thằng này của thằng nào đây, 100V 30W đây ha. Số nó hơi mờ tí. Đây nè. Còn đẹp luôn nha, ngoài hình thì còn cũng còn đẹp. Cán này cán gỗ nha. Đó. Mới cắm thử cái nóng chưa. Cũng mơ cắm thôi nè. Rồi mẫu hàng số 5 là số 6. 170.000 nha, 60W. 60W này nha. Thằng này của thằng Wood thằng nào nè. Hình thức y như mới luôn nè. Còn rất là mới này, thanh nhôm nha, mỗi hàng nó cái hình dạng nó cong rồi nha. 60W thì mình cắm điện một lượt á. Chỉ mới nóng lên thôi. 170 nha. Mình sẽ test chì cho anh em xem nha. Số 6 rồi. Giờ số 7 nha. 180, 100W. Này có Haco nha anh em. Nóng quá mình không dám đưa tay lại gần. Chung nó số nó hơi mờ tí. Anh em trên tay anh em mới thấy, tại vì giờ nóng ở đâu mà dám che, để cho anh em lấy nét cho anh em xem ha. Nó còn số 100W. Thì 100W chắc để vô là nó nóng rồi. Cây này chắc bị lỗi anh em nè, thấy không? Mình phải test cho anh em nè. Tại vì 100W bán 180 là nó do nó bị rung lắc nè.
có thể là nó bị đứt dây này. Chưa nóng nào, chưa nóng luôn, mấy ông này thì nóng rồi. Không có xin gì rồi, cái này thằng này tiêu anh em, bỏ nó qua bên nha, để mình sửa sau mình sửa lại mình bán cho anh em nha. Rồi còn lại hai cái này, mấy này thì nóng rồi nè, cảm giác nó nóng rồi nè. Bỏ đi số 6 nha, 100W nó bị lỗi này. Số 6 nè, 180.000, 80W nha. Đó, 80W nha nè, cán gỗ nha. Đó, cái mỏ hàng còn cũng còn đẹp, được đẹp nha, tại vì nó bị reset, mình đánh reset ra thôi cả nhà. 80W thử nó này luôn ha, chung nó nóng rồi thì lý do gì mà không chảy chị ha, chuyện nhỏ. 180.000 nha cả nhà. Rồi quăng qua bên số 6. 56 rồi. Ê quên, thằng này số 7 anh em. Số 7 nha. Nhầm. 80W là con số 7 nha. Số 7 là 80W nha anh em, con này 180 nha. Còn lại con số 8. Con này cũng 80W luôn. 180.000. Chung tiền bán theo tùy theo cũ mới anh em, thì nếu mà 80W này là nếu mà còn mới thì cũng phải 200.000 nha. Cái này nó hơi cũ, nóng rồi nè. Thì nói chung nó không còn được hoàn thiện như mới được 7 nha. Thì nó bám sát đây nè anh em, mình rửa sát ra thôi. Thông số nó anh em, nếu mà để nghe anh em nhìn không thấy ha, anh em mua về mới cảm nhận được, cái mới nhìn thấy được cái số của nó nha. Đó, con này là con số 8 nha, 180.000 luôn nha mọi người, chưa bao gồm ship nha. Chứ anh em mua hàng online anh em phải biết là cái tiền ship là người bán người ta không có tính vô đó nha. Bên mình không có tính vào đó, nếu tính lên mình sẽ tính thêm một chút tiền vô đó thôi, cũng vô đâu cũng vô đấy thôi. Muốn cho anh em tự trả ship để cho anh em biết cái phí ship nó như thế nào nha. Còn lại là con số 5, số 6 mình chưa test nha. Nó giờ nó nóng rồi đó. Con 100W đó chắc nó bị ấy, bị đứt dây thôi anh em. Cái đó mình sẽ nó mà hàng ta có mấy 30W rồi. Để chì vô một cái là nó ăn liền mọi người. Con số 5 nha. Rồi con số 6, con này cũng phải là nóng thôi. Con này mới nè anh em. Công công ha. 170 60W. Con này là con số 6 nè nha. Nó có hai con 80W thôi anh em. Bán cho anh em 180 nha. Đây 60W nó ăn chì tốc độ. Con này còn khá là mới nha. Cái mỏ trên đây anh em thấy nó còn nhọn đót luôn. Mỏ để hàng. Mười W, cái muối này nó muốn rách nha anh em. Mình ghi đây sẵn cho anh em 60W nha. Rồi con này 170 nha. Là con cuối. Còn con này là 8 món hàng nha, mình đã test hết cho mọi người rồi nha. Thì anh em mình coi món nào cái cây nào phù hợp với công việc thì hãy mua hàng nha. Mua hàng theo số điện thoại 0966899730. Anh em điện không được anh em có thể nhắn tin. Mình sẽ trả lời từng nhắn một nha, chứ không phải là sản phẩm nào còn mình mới trả lời từng chốt hàng cho anh em thôi, còn đã hết mình có thể không trả lời nha anh em. Rồi anh em nếu có nhu cầu mua đồ nghề thì anh em có thể đón xem theo cái clip tiếp theo của mình nha. Chúc đồ mình cũng còn nhiều lắm nha mọi người.